Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngộ quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Và hôm nay, ngày mà rất nhiều người quan tâm, chờ đợi đón xem, phiên tòa xét xử Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã diễn ra tại Sài Gòn. Và phiên tòa đã diễn ra chớp nhoáng. Lời qua tiếng lại tại phiên tòa có hàng loạt tiếng cười rần rần có. Thậm chí, chửi bới nhau ngoài tòa cũng có. Và rồi cuối cùng, Tòa tuyên án phạt Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù giam. Còn tiến sĩ luật Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù giam. Các phụ tá của Nguyễn Phương Hằng thì bị phán mỗi người là 1 năm rưỡi tù. Hình phạt này liệu nó có phù hợp, nó có xứng đáng với những gì mà các bị cáo gây ra hay không? Diễn tiến phiên tòa vào ngày hôm nay khi cả Đàm Vĩnh Hưng và Vi Oanh cùng có mặt Đàm Vĩnh Hưng và Vi Oanh đã đòi Nguyễn Phương Hằng phải có một lời xin lỗi công khai. Nguyễn Phương Hằng đã trả lời ra sao? Đối đáp của Nguyễn Phương Hằng tại tòa hôm nay như thế nào? Thanh Tùng sẽ kể cho quý vị nghe. Tuy nhiên trước hết, sẽ được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Bạn đang khổ sở vì tiểu đường, cao mỡ, cao máu, mệt mỏi kinh niên, đau bao tử hay các vấn đề về sức khỏe khác? Hay chỉ là muốn kiện thân khỏe mạnh hơn thì sản phẩm hạt mầm gạo lứt Bio mr 2 này là dành cho bạn. Xin gọi 1800 338 4121 để biết thêm chi tiết. Và sản phẩm cũng hiện đang có bán tại tiệm Vạn Hòa Lâm trong khu Vietnam Town, bên ngoài Grand Century Mall. Vạn Hòa Lâm là nơi đáng tin cậy khi quý vị muốn tìm kiếm những sản phẩm dược thảo uy tín chất lượng. Vạn Hòa Lâm, trong khu Vietnam Town, 979 Road, Unit 7087, điện thoại 408 294-2354. Trung tâm thuế vụ hàng lê chuyên khai thuế cá nhân hùng hạp thuế công ty thuế thương mại thuế nhân viên. Trung tâm thuế vụ hàng lê đã dời về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose, bên cạnh GMV và đối diện Costco 408 5843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya ở San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Vietnam Town San Jose mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Great Milpitas mở cửa từ chủ nhật đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, riêng thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Vietnam Town San Jose, 408 293 5900. Thưa quý vị, Nguyễn Phương Hằng năm nay 52 tuổi, là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam từ tỉnh Bình Dương, đã bị tòa án tại Sài Gòn tuyên phạt 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Và đây là Điều luật 331 của Bộ luật hình sự Cộng sản Việt Nam. Điều luật 331 này có hai khoản. Khoảng 1 dành cho tội nhẹ hơn, khoảng 2 tội nặng hơn thì Nguyễn Phương Hằng được khép tội, bị khép tội ở khoảng 2, với mức tù từ 2 năm đến 7 năm. Và Nguyễn Phương Hằng bị phán 3 năm tù vào ngày hôm nay. Cùng tội danh 331, thì Đặng Anh Quân là tiến sĩ luật, bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù. Ba đồng phạm là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân đều là ba nhân viên dưới quyền của Nguyễn Phương Hằng thì mỗi bị cáo bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù. Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày hôm nay là ngày thứ năm 21 tháng 9, hội đồng xét xử của tòa án Sài Gòn xác định lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với kết quả giám định và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử xác định Nguyễn Phương Hằng là người khởi xướng, chỉ đạo, rủ rê các bị cáo khác phạm tội, còn bị cáo Đặng Anh Quân là người có trình độ pháp luật cao nhưng tương tác tham gia cổ vũ tiếp thêm ý chí cho Nguyễn Phương Hằng phạm tội nên Nguyễn Phương Hằng và Đặng Anh Quân phải chịu trách nhiệm hình phạt cao hơn ba đồng phạm còn lại. Ba đồng phạm Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân phạm tội lần đầu, vai trò không đáng kể. Đây là thông tin mà Thanh Tùng đang chia sẻ với quý vị từ báo Thanh niên ở trong nước. Tại phiên tòa, Nguyễn Phương Hằng nhiều lần khóc và cho biết sự việc đến nông nỗi này bà đã rất đau khổ và đã phải trả giá quá đắt bị tạm giam 18 tháng trước khi bị đưa ra xét xử. Tự bào chữa Nguyễn Phương Hằng khóc và trình bày bị cáo phạm tội và hôm nay đứng ở tòa khiến bị cáo vô cùng hối hận. Đây, quý vị nghe lời của Nguyễn Phương Hằng vừa khóc vừa trình bày nhé. Bị cáo sinh ra và lớn lên trong một gia đình có giáo dục. Bị cáo không bao giờ cãi cọ gây gỗ với ai hết, nhưng do bị cáo bị tổn thương quá mức nên bị cáo có những lời lẽ như vậy cũng do bị cáo uống rượu, do bị cáo bị đau khổ, bị cáo bị ức chế, một mình bị cáo phải chống chọi không biết bao nhiêu con người, bị cáo biết bị cáo sai, bị cáo xin lỗi các cấp chính quyền và xin lỗi tất cả những người mà bị cáo đã vô tình hay cố ý đụng chạm. Nguyễn Phương Hằng khóc và thừa nhận đã lợi dụng mạng xã hội nên mới có ngày hôm nay, nhưng bà mong hội đồng xét xử thấu tình thấu lý cho bị cáo được hưởng án treo như luật sư của bị cáo trình bày để được sớm trở về đời để bị cáo thực hiện thiện nguyện của bị cáo là giúp cho người nghèo và trẻ em bệnh tật, gánh giác một phần nào cho xã hội bằng những việc bị cáo làm trong mười mấy năm qua bằng cả trái tim. Ok, đây là phần thông tin mà quý vị có thể tìm thấy ở trên báo Thanh Niên cũng như đa số các báo do đảng kiểm soát ở trong nước. Tuy nhiên quý vị, thực tế thì nó không giống như những gì mà Thanh Tùng vừa đọc cho quý vị nghe. Nếu chúng ta chỉ đọc báo mà không kiểm nhận thêm thông tin từ những nguồn khác thì chúng ta sẽ bị hiểu lầm a à, Nguyễn Phương Hằng bây giờ đã thành khẩn khai báo ăn năn hối hận đã sám hối tận cùng cho tội lỗi của mình và xứng đáng để được trở về với cuộc đời thường xứng đáng được hưởng án treo cho nên nếu căn cứ vào những gì Thanh Tùng vừa đọc quý vị ngồi ở nhà mà xem chương trình Hot News sẽ Thanh Tùng vào ngày hôm nay bảo đảm có quý vị có thể có cả quý vị rơi lệ nữa rơi lệ nữa khóc thương cho nguyễn phương hằng nữa trời ơi thương quá bây giờ người ta đã ăn năn sám hối rồi còn dày vò chi nữa dạ không trời ơi quý vị bây giờ dễ lắm đi lên youtube gõ giùm em phiên tòa xử nguyễn phương hằng quý vị sẽ được xem hàng loạt các clip mà do các báo của đảng họ được vào bên trong tòa họ quay tại chỗ giờ bây giờ họ chiếu trên trên YouTube, Thanh Tùng đề nghị quý vị vào xem các clip của báo Thanh Niên tường thuật phiên tòa Nguyễn Phương Hằng. Thanh Tùng mời quý vị vào xem clip của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh tường thuật phiên tòa Nguyễn Phương Hằng để quý vị thấy Nguyễn Phương Hằng hôm nay. Trời ơi, bá ra tòa, bá ra tòa mà quý vị với tư cách là bị cáo mà bá ra tòa còn hơn là chủ tịch của hội đồng xét xử nữa. Bà ra tòa, mà cái giọng của bà hôm nay nó cứ như là người đại diện có Diện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải bị cáo. Và Thanh Tùng sẽ diễn lại một đoạn. Nha. Khi luật sư của các bị của các bị hại, luật sư của các bị hại, hay là luật sư của bên Nguyên Đơn, á, hỏi Nguyễn Phương Hằng về những tội lỗi do Nguyễn Phương Hằng gây ra, thì quý vị biết Nguyễn Phương Hằng trả lời sao? Tất cả những gì đều đã được ghi trong cáo trạng tội lỗi gì ghi trong cáo trạng của viện kiểm sát rồi. Hồi sáng nay bước ra khỏi nhà đi làm luật sư tới tòa, bộ chưa đọc qua bản cáo trạng hay sao mà hỏi tôi hả? của chị tưởng tượng. đó Rồi ở một phần khác khi mà Nguyễn Phương Hằng có thể tự mình bào chữa cho chính mình, nó không giống như cái đoạn Nguyễn Phương Hằng khóc hồi nãy. Nguyễn Phương Hằng nói là thân tùng nhớ nội dung như sao? Có thể không chính xác từng chữ nhưng cái ý tôi nguyễn phương hằng bị cáo nguyễn phương hằng tôi phản đối bản cáo trạng có viện kiểm sát đưa ra vào ngày hôm nay bởi vì viện kiểm sát cáo buộc tôi tội lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích quyền của cá nhân của gì đó tôi nghĩ chữ lợi dụng là chỉ khi nào mà tôi lợi dụng ai đó để tôi trục lợi tôi lấy tiền của người ta tôi lấy cái gì đó của người ta còn tôi tôi chưa bao giờ trục lợi tôi chưa bao giờ lấy cái gì của người khác cả thì làm sao khép tôi cái tội là lợi dụng được? Ghê chưa quý vị? Ghê chưa? Đó, hôm nay Nguyễn Phương Hằng ra tòa đó. Nguyễn Phương còn nói rằng là quý vị cứ nhìn, rồi bà mới chỉ xuống các nguyên đơn trong đó gồm có Đàm Vĩnh Hưng, gồm có Vi Oanh, gồm có Hàng Ni, gồm có luật sư đại diện của nhà báo Đức Hiển, đại diện cho Công Vinh, Thủy Tiên, cho nhiều người khác. Thì Nguyễn Phương mới chỉ xuống cái đám này làm sao gọi là bị hại được? đó là những người bị Nguyễn Phương Hằng tấn công chửi bới thóa mạ, xúc phạm danh dự đó có gì từ Nguyễn Phương Hằng. Cái đám này sao gọi là bị hại được? Trong 18 tháng tôi bị bị ngồi trong tù, ai thay thế tôi làm từ thiện, ai thay thế tôi đi mổ tim, ai thay thế tôi chia sẻ nỗi đau với những người nghèo khó. Họ là cái đám phá hoại chứ không phải là bị hại, ghê chưa có gì. Tức là Nguyễn Phương Hằng hôm nay ra tòa và tận dụng phiên tòa ngày hôm nay để đưa ra tuyên ngôn của mình. Chẳng những chửi thẳng vào mặt tòa án, chửi luôn các luật sư và dằn mặt luôn những người đang ngồi ở bên dưới để kết tội Nguyễn Phương Hằng. Như vậy, có thể gọi là Nguyễn Phương Hằng đã ăn năn hối cải chưa bà con? Chưa, còn nhiều hấp dẫn lắm. Thanh Tùng sẽ kể quý vị nghe sau ít phút quảng cáo. Thanh Tùng kính gửi là chào tất ngộ quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến phần 2 tiết mục Hot News với Thanh Tùng ngày hôm nay. Thanh Tùng đang kể của chị nghe diễn biến tại tòa xử Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm vào ngày hôm nay. Tòa án ở Sài Gòn vào ngày thứ 5, 21 tây tháng 9, Nguyễn Phương Hằng đã bị khép tội 3 năm. Tuy nhiên, cái mà người ta quan tâm đó là diễn biến tại phiên tòa. Những gì được trình bày trên báo chí do đảng kiểm soát, nó không hoàn toàn phản ánh đúng những gì mà Nguyễn Phương Hằng đã ra tòa vào ngày hôm nay. Chửi bới trước tòa, miệt thị các luật sư trước tòa, dằn mặt luôn các nguyên đơn trước tòa nữa. Và thậm chí, thậm chí dám đặt câu hỏi với hội đồng xét xử và cả quan tòa vào ngày hôm nay. Để quý thấy Nguyễn Phương Hằng có thật sự ăn năn hối cải hay không? Thanh Tùng tiếp tục kể quý vị nghe trong chương trình phần 2. Tuy nhiên trước hết sẽ được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Nhà hàng 360 đang nổi tiếng với dịch quay, heo quay, gà quay. Nhà hàng 360 đang được yêu thích với các món mì, cơm dĩa, cơm gia đình gồm canh chua, cá kho, thịt kho, heo sữa quay cho tiệc gia đình, tôm hùm sauce đặc biệt và party thuê các loại như mì xào, cơm chiên, gỏi thái, gỏi chân gà rút xương, gỏi hải sản và các món chay. Nhà hàng 360 trong khu Việt Nam thao trên đường Story Road San Jose 669-230-6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này, mua hai sản phẩm mềm Nado sẽ được tặng một, và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng 408 528 9297. An Khang Mì Gia trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496. Để đáp ứng nhu cầu gửi quà của quý vị đồng hương, công ty Ly gửi quà, Ly gửi tiền lệ và Ly Travel sẽ tăng cường thêm các chuyến bay gửi hàng vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Kính mời bà con hãy ghé ra ba chi nhánh: chi nhánh 1648 Tholi Road 408 chi nhánh 1912 Ebon Road 408 528 6789, chi nhánh 769 East Capitol Avenue Milpitas 408 586 9999. Paloma Cafe ngay mặt tiền của thương xá Grand San Primor San Jose chuyên phục vụ các món ăn dân giả Việt Nam đang cận nhân viên phủ bếp và chạy bàn 408 277 0922. Thưa quý Thanh Tùng có xem nhiều clip, một số clip tường trình phiên toàn ngày hôm nay mà có một clip á mà không thể nhịn cười là ở cái đoạn ở cái đoạn khi mà luật sư cựu luật sư và nhà báo Hàn Ni lên đứng ở phía trước để có lời với hội đồng xét xử thì thanh tùng mới nghe nhà báo hàn ni có nói về việc là chính bản thân nhà báo hàn ni là nạn nhân của những vụ đấu tố của bị cáo nguyễn phương hằng rồi nhà báo Hàng ni cũng phàn nàn là tại sao bà cũng đã có đề cập tới vai trò đồng phạm của huỳnh uy dũng tức là dũng lò vôi chồng của nguyễn phương hằng bởi vì ông này đã nhiều lần ngồi chung livestream với vợ mình là nguyễn phương hằng để đồng thời còn đập bàn đòi bán nhà bán đất để hỗ trợ vợ chơi tới cùng. Thế tại sao không khép tội đồng phạm với huỳnh uy dũng thì bà hàng ni hôm nay ra tòa với cái áo sơ mi trắng. Hôm nay nàng nguyễn phương hằng ra tòa cũng sơ mi trắng, nhau có gì sơ mi trắng? Nhìn có vẻ gầy hơn so với hồi trước khi bị bắt, nhưng gương mặt thì vẫn không khác gì một Nguyễn Phương Hằng trước kia, dẫu sau 18 tháng bị tạm giam. Người ta trông đợi một Nguyễn Phương Hằng tiều tụy, một Nguyễn Phương Hằng đau buồn, một Nguyễn Phương Hằng đau khổ, một Nguyễn Phương Hằng tràn đầy sự ăn năn không. Cười tan hoát, cười rất tươi để báo chí chụp hình và thái độ đầy thách thức. Đó là Nguyễn Phương Hằng hôm nay với cáo sơ mi trắng. Còn câu chuyện của Hàng Ni ra tòa ngày hôm nay cũng sơ mi trắng của chị đừng quên. Hàng Ni đang bị tạm giam vì đơn tố cáo ngược lại từ phía Nguyễn Phương Hằng. Tức là trong trường hợp này, Hàng Ni vừa là uh, nạn nhân bị hại trong vụ Nguyễn Phương Hằng, nhưng trong một vụ án khác thì Hàng Ni lại là người bị tố cáo vì đã xâm phạm vào đời tư, đưa ra những thông tin về đời tư của công ty Đại Nam của cá nhân Nguyễn Phương Hằng và Huỳnh Uy Dũng, những thông tin chưa được kiểm chứng đó là theo cái cáo trạng đó là theo cái cơ quan điều tra họ cho biết thì từ trại tạm giam cựu luật sư và nhà báo Hàng Ni được đưa đến tòa ngày hôm nay với tư cách với tư cách là ngày hôm nay với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan tới vụ án nha quý vị chứ không phải với tư cách là bị hại rõ ràng Hàng Ni là người bị Nguyễn Phương Hằng hại nhưng Hàng Ni ra tòa ngày hôm nay Hàng Ni nè cùng với hàng loạt các nhân vật khác, những người đã từng bị Nguyễn Phương Hằng xâm hại về tên tuổi, uy tín, mạ lỵ tất cả mọi thứ trên mạng trong thời gian vừa qua đó. Thì tất cả điều ra tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, chứ không bị xem là bị hại. Thì cho Thanh Tùng, à, thưa, tại sao hôm nay hội đồng xét xử họ có giải thích? Họ nói rằng là đây là vụ án 331, bị cáo nguyễn phương hằng bị cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích cá nhân của tổ chức cá nhân thí dụ như vậy cho nên những người được mời ra dù là bị nguyễn phương hằng hại đi nữa cũng không thể bị gọi là bị hại mà phải gọi là người có quyền lợi và nghĩa vụ trong vụ án à. thì hôm nay Hàng ni được mời ra tòa với tư cách là người có uh, nghĩa vụ và quyền lợi liên quan tới vụ án thì thanh tùng nhớ sau khi mà Hàng ni than phiền là tại sao không cái bản cáo trạng thiếu cái phần đồng phạm của Huỳnh Uy Dũng thì uh, hội đồng xét xử họ chận lời của Hàng Ni lại không cho Hàng Ni nói tiếp họ mới giải thích làm bla 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 giải thích là tại thế này tại thế nọ thì Thanh Tùng có nhớ lúc đó Hàng Ni á, mới quay qua nhìn Nguyễn Phương Hằng liếc nhẹ Nguyễn Phương Hằng xong Hàng Ni mới nói với hội đồng xét xử tôi e rằng đây không phải là Nguyễn Phương Hằng tôi e rằng đây không phải là bà Nguyễn Phương Hằng. Bởi vì bà Nguyễn Phương Hằng mà chửi bới tôi trên mạng á, bà đẹp lắm. Chứ không phải bà như vậy. Có gì hiểu lời của Hằng Ni. Thì ngay lúc đó có gì, ngay lúc đó cả cái tòa án, cái phòng xét xử, kể cả các bị hại, kể cả Nguyễn Phương Hằng cười không đính được cười có gì. Nguyễn Phương Hằng cũng bật cười luôn, rồi có gì hiểu đàn bà với nhau mà họ có nhiều cách mà nhất là đàn bà có học khi họ chửi á họ chửi sâu họ chửi cay và chửi rất thâm tôi nhớ cái người đàn bà Nguyễn Phương Hằng mà chửi tôi trên mạng bà đẹp lắm chứ phải như vậy trời ơi, có gì đủ hiểu chửi chửi tới như vậy ngay ngoài tòa đây đó là một số các cái chi tiết thanh tùng mà mời của chị xem Chứ nếu chỉ đọc báo không thì không đủ Tuy nhiên để mang đến quý vị phần nào diễn biến của chương trình Thanh Tùng Phải phải uh, uh, đọc thông tin liên quan tới vụ án chứ Ba đồng phạm Nguyễn Thị Mai Nhi Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân không nêu ý kiến và mong hội đồng xét xử cho hưởng án treo như luật sư trình bày bào chữa cho mình trước đó Riêng Huỳnh Công Tân trong lời nói sau cùng đã trực tiếp nhắc tên và gửi lời xin lỗi đến 10 người liên quan tới vụ án. Riêng Tiến sĩ Đặng Anh Quân trong phần bào chữa dẫn lời nói sau cùng, ông này vẫn kêu oan, khẳng định livestream cùng Nguyễn Phương Hằng với mục đích phản biện các vấn đề xã hội, phân tích pháp lý và hành vi diễn ra trên thực tế để tuyên truyền các đường lối chính sách pháp luật đúng đắn đến người dân. Ngụy biện, ngụy biện, ngồi cùng Nguyễn Phương Hằng tấn công người khác, do cho tới giờ phút này vẫn không hề cho thấy sự ăn năn hối cải nào cả. Cho nên, Đặng Anh Quân đã bị tòa phán là ngồi tù 2 năm 6 tháng. Nguyễn Phương Hằng 3 năm thì Đặng Anh Quân là 2 năm 6 tháng. Rồi, bây giờ đó có cái phần có cái phần mà Nguyễn Phương Hằng trình bày với tòa lý do tại sao mà mình phạm tội. Nguyễn Phương Hằng yêu cầu tòa phải xem xét lại cái câu chuyện này. Vì theo Nguyễn Phương Hằng di bà là nạn nhân của những cuộc tấn công trước cho nên bà mới phản ứng lại trở thành con người như thế này. Và bà thường chỉ ra rằng là do do bà bị tấn công, do bà bị Đàm Vĩnh Hưng khỉa bà trên Facebook. Do bà bị vi oanh khỉa bà trên Facebook cho nên bà mới phản ứng lại như vậy. Đó, đó là một trong những excuse mà Nguyễn Phương Hằng dẫn dụng để bào chữa cho chính mình. Thế nhưng, thế nhưng nếu nếu Thanh Tùng mà là đại diện cho diễn kiểm sát Thanh Tùng sẽ hỏi lại. Thế thì có khối người không hề đụng chạm tới Nguyễn Phương Hằng vẫn bị bà mang ra bà chửi, bà chửi thậm tệ mà. Hoài Linh có đụng tới bà không? Bà vẫn chửi Hoài Linh mà vợ chồng trấn thành có chửi bà không có đụng chạm gì tới bà không có dám nói gì tới bà không bà chửi người ta bao nhiêu kỳ mà đúng không vợ chồng công Vinh thủy tiên có dám đụng gì tới bà không bà lôi người ta ra bà chửi mà thành ra thành ra quý vị nhìn nè đại biểu quốc hội cộng sản việt nam phan viết lượng có đụng chạm gì tới bà không tới bà không bà vẫn đem người ta ra bà chửi mà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi có đụng gì tới bà không? Bà lôi người ta ra, bà đấu tố một buổi mà cho nên không thể dùng chữ gì chửi tôi trước tôi chửi lại sao không? Tính tình hung hăng của bà ai bà cũng chửi, không đụng tới bà bà cũng chửi mà, đúng không? đúng không? Bây giờ cái quan trọng có một chi tiết là khi Đàm Vĩnh Hưng và Vi Oanh ra tòa hôm nay, Đàm Vĩnh Hưng có lên tiếng nói rằng danh dự của tôi bị chà đạp khốc liệt, tiền tôi có thể kiếm lại được, nhưng danh dự và những tổn thương về tinh thần thì không. Do đó, Đặng Vĩnh Hưng và Vi Oanh không yêu cầu đòi bồi thường tiền, mà họ chỉ yêu cầu Nguyễn Phương Hằng phải xin lỗi công khai trước mọi người. Thì Nguyễn Phương Hằng sau khi hội ý với đám luật sư của mình, rồi Nguyễn Phương Hằng mới trả lời trả lời với một câu như thế này. Đó là 18 tháng tù, đây đây nguyên văn nha, nguyên văn lời của của Nguyễn Phương Hằng nha. Đây, Đến nay, bị cáo đã bị giam 18 tháng. Đó là cái giá bị cáo phải trả quá đắt. Lời xin lỗi không là gì nhưng bị cáo thấy 18 tháng là quá đắt rồi. Đắt là đắt với ai? Đắt với bà đó. Một người sống trên nhung lụa nhưng không biết hưởng. Đi kiếm chuyện thì đắt với bà. Nhưng 18 tháng đổi lại cho những tổn thất về tinh thần danh dự bị cái đám cuộn con của bà tấn công trong suốt thời gian vừa qua. 18 tháng sau đủ bà hằng và bà hằng đã từ chối xin lỗi các bị hại là đàm vĩnh hưng và vi oanh quý vị có đồng ý là nguyễn phương hằng đã thật sự ăn năn chưa xin cho thanh tùng được biết ý kiến bình luận của quý vị cảm ơn sự theo dõi của quý vị cho hot news sẽ thanh tùng vào ngày hôm nay và hẹn gặp quý vị hot news sẽ thanh tùng vào ngày mai